Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha các bạn. Thì hiện tại là mình đang ở trong rừng và mình đã mất 4 tiếng đồng hồ để vào tới đây. Thì sáng nay mình đã đi xe máy 2 tiếng đồng hồ từ 9 giờ cho đến 11 giờ và mình đã đi bộ thêm 2 tiếng nữa nha các bạn. Thì mình đi bộ 2 tiếng nữa thì bây giờ mới vào tới trong khu rừng già này. Và bây giờ mình sẽ kiếm một nơi để mà mình làm một cái lều các bạn. Để tối nay mình có thể là tránh rùa muỗi và côn trùng. Rắn rết gì đó, nói chung là trong rừng thì rất là nguy hiểm, cho nên là mình phải làm cái lều để mình có thể là trú ẩn qua đêm nay. Trong khi các bạn xem video thì các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng theo mình để đi làm lều nha các bạn nha. Sau khi mình dọn được mấy chỗ trống như thế này mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi chặt cây để mình gác lên mình làm sàn nha mọi người nha. Mình sẽ làm sàn trước rồi mới làm mái và vách ngăn xung quanh nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi mình làm nha mọi người nha. Thank you.
được các bạn. Đây cái lều của chúng ta đây. Đó, cái phần lá mái ở trên đó các bạn, thì mình đã chặt từ một cái cây câu này các bạn. Đây, đây đây là cây câu nha các bạn. Mình đã chặt từ cái cây câu này ra, cái này là cây câu rừng đó các bạn. Đó. Mình đã chặt từ cái cây câu rừng này ra để mà mình lợp cái phần mái ở trên. Còn ở dưới thì mình đã gác những cái cây nhỏ qua và đã lót một lớp lá đó các bạn, vừa lá vừa cành để nằm cho nó đỡ đau lưng các bạn. Còn xung quanh thì mình đã lấy cái cây mình đan lại rồi các bạn. Đó, mình lấy cây mình đan lại hết rồi. Nhưng mà bây giờ thì cũng khoảng hơn 5 giờ rồi á, cho nên là mình không thể mà chặt lá và làm tiếp đó các bạn, tại vì một lát nữa nó sẽ tối thôi. Ngày mai thì mình sẽ chặt lá và mình tủ xung quanh nha các bạn nha, để cho mưa và các côn trùng đừng bay vô các bạn, mưa nó đừng có tạt nữa. Và bây giờ là cũng đã muộn rồi, thì mình xin mời các bạn chiêm ngưỡng lại cái nhà của mình một lần nữa nha. Rồi một lát nữa mình sẽ cùng các bạn thưởng thức một bữa ăn tối trong khu rừng này, coi nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Hello các bạn, thì hiện tại là mình đang ở trong rừng các bạn, đang ở trong cái lều mà hồi chiều mình làm đó các bạn à. Thì hiện tại là mình đang nấu một cái nước nhỏ để mà mình pha mì. Bây giờ mình sẽ mời các bạn tham quan ở trong cái lều của mình nha các bạn nha. Thì đây, đầu tiên là cái chỗ giường ngủ đây các bạn. Đó, thì đây là ba lô mình đem theo cái mền nha các bạn nha. Mình chỉ có đem mền mà không có đem mùng. Còn đây là một bộ đồ để ngày mai mình tắm xong mình thay ra nha các bạn nha. Mình xuống suối mình tắm mình thay ra. Còn đây là trọn vẹn cái giường mà chỗ mình ngủ đấy các bạn. Đó. Ở đây thì mình có cầm thêm cái đèn pin các bạn nha, để tối đêm hôm trong rừng thì mình soi để cho thấy đường á. Và đây là một con dao này thì mình đã chặt cây và làm cái lều này nè các bạn. Cắm nhỏ nha các bạn nha, một cái ca nhỏ, ca yến nóc á, thì mình nấu nước bằng cái ca này nha các bạn. Vào rừng thì mình không có chuẩn bị theo cơm hay là gạo gì cả, tại vì mình vào rồi ngày mai mình ra thôi. Giờ ở trong này khoảng hơn một ngày, tức là hơn 2-4 tiếng đồng hồ thôi. Và mình chỉ có mang thêm mì tôm thôi nha các bạn, và một vài cái đồ hộp thôi. Trong này thì rất là nhiều muỗi các bạn à. Các bạn lần sau mà bạn nào có đi rừng thì nên chuẩn bị tâm lý trước nha các bạn nha. Rất là nhiều muỗi, tại vì rừng già này nó không có giống như là cái rừng trồi. Rừng trồi sẽ ít muỗi hơn. Củi trong này nó không có ánh nắng bao nhiêu các bạn, nó ẩm ướt và nó rất là khó cháy. Nó cháy được một cái xong rồi nó tắt luôn. Và bây giờ nó như thế này nè các bạn này. Sau khi nước sôi thì mình đã bỏ cấm ra ngoài này đó các bạn. Bỏ được cái ca ra ngoài này rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ mì vô nha các bạn nha. Nếu mà các bạn có vô rừng thì nên mua cái ca này nha các bạn. Dung tích nó khoảng hơn nửa lít nước một xíu. Và nó rất là tiện trong khi các bạn muốn uống cà phê hoặc là nấu nước các bạn.
Nếu mà vô rừng chúng ta không tìm thấy nguồn nước sạch mà cần phải nấu thì chúng ta sẽ lấy cái ca chúng ta nấu nước lên uống để cho nó đảm bảo nha các bạn nha. Nấu đồ ăn hoặc là nấu nước, nói chung là nó khá đa dụng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn cái mì lên nha các bạn. Vừa nãy mình có đi chặt hai cái khúc cây để làm đồ đũa. Trông khá ok đó. Đợi một lát nữa để cho mì nở lên nha các bạn nha. Phép mình mời cả nhà buổi tối nha cả nhà nha. Mời cả nhà ăn mì cùng mình. Đây, những cái mì thì thực tế là kêu là 3 phút nhưng mà thực tế là thì nếu mà vừa ăn với người Việt Nam chúng ta thì chỉ cần khoảng đâu đó 1 phút thôi. Mời cả nhà nha. Vì nó nóng, thời tiết nóng rồi các bạn ạ. Mình toát hết mồ hôi rồi. Lượng video này cũng khá dài rồi đó các bạn. Thì mình sẽ phép các bạn là mình sẽ ngừng video này ở đây nha các bạn nha. Hẹn các bạn gặp lại ở video của ngày mai nha các bạn nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha.